quý ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi. Lời đầu tiên cho phép em được thay mặt đội văn nghệ chi đoàn mới 21 trân trọng gửi tới quý ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Đến với hội thi ngày hôm nay, chi đoàn mới 21 xin gửi tới hội thi các tiết mục văn nghệ: 1. Hồ trên núi, sáng tác Phó Đức Phương, biểu diễn Quỳnh Anh Thư và nhóm múa. 2. Múa Ngày vui trên bảng, biểu diễn nhóm múa. Sau đây, chương trình dự thi của chúng em xin phép được bắt đầu.